Bí quyết sống để tìm lại chút niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày Trong một thế giới gần như quan tàn về đạo đức, cách sống Có lẽ cuộc sống sẽ ngày càng nhạt nhòa, nông cạn Tồn tại hoặc sinh tồn là đúng hơn với sống đúng nghĩa Tất cả đều là quy luật, có sinh ra và mất đi Khi mọi thứ đến đỉnh điểm, sẽ đảo chiều để cân bằng tự nhiên Sinh diệt là lẽ thường tình thế nên càng trong cuộc sống ngày nay chúng ta càng phải có kỹ năng tự tạo niềm vui cho mình mỗi ngày để cuộc sống đỡ ngột ngạt chán ghét giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống hãy cứ luôn mỉm cười dành thời gian cho gia đình và chọn cho mình một người tri kỷ tập thái độ sống lạc quan không sợ thất bại thì bạn sẽ cảm thấy bình an bởi đơn giản Hạnh phúc là khi ta cảm thấy hạnh phúc Dưới đây là 8 bí quyết sống giúp bạn hạnh phúc mỗi ngày một Nụ cười hàng ngày Tiếng cười thực sự là liều thuốc tốt nhất Dành cho những cuộc đời sóng gió và khó khăn Cười tạo ra một thông báo cho não của bạn Sản xuất ra các chất hóa học tạo ra những cảm giác vui vẻ, phấn khởi các nhà nghiên cứu từ Đại học E-Maryland, Ban Timor cho thấy 40% những người bị bệnh tim là do họ quá ít cười hàng ngày. Vì vậy, nếu muốn cuộc sống lâu dài, hạnh phúc, đôi khi hãy tạm gác mọi chuyện sang một bên và thư giãn với người thân, bạn bè để có những phút giây và tiếng cười thoải mái. Hai, Có những mối quan hệ thân thiết cuộc sống sẽ rất dài và cô đơn nếu bạn chỉ có một mình gia đình bạn bè luôn là những chỗ dựa tuyệt vời nhất dành cho bạn mà tiền của không bao giờ mua được nghiên cứu cho thấy nếu bạn muốn có một cuộc sống hạnh phúc bạn cần có một hệ thống quan hệ hỗ trợ hạnh phúc của người này có liên quan đến hạnh phúc của người kia trong quan hệ kết nối điều này cung cấp bằng chứng cho thấy hạnh phúc có tính tập thể ba Biết cách chấp nhận những thất bại Cuộc sống không phải lúc nào cũng thành công Nhiều khi bạn thất bại, chán nản đến tột cùng Tuy nhiên chỉ có những người bất mãn mới để thất bại kéo cùng xuống vực sâu Theo An S. Maston, tác giả của cuốn sách Những bài học về khả năng phục hồi trong phát triển con người những người có khả năng biết cách học hỏi và phát triển từ những kinh nghiệm thất bại đã trải qua khiến họ thành công và hạnh phúc hơn. 4. Dành thời gian cho riêng mình. Nó có thể là một mong muốn nhỏ nhoi thôi, nhưng với những người đã có gia đình và công việc thì quả là một thách thức. Tuy nhiên, dành thời gian cho riêng mình là một cách giúp bạn cải thiện sự tập trung tăng năng suất cho những kế hoạch tiếp theo là cơ hội để bạn có những cái nhìn sâu sắc hơn giải quyết những vấn đề khi mọi chuyện đang phức tạp chỉ cần một khoảng thời gian nhỏ để bình tâm bạn sẽ thấy mọi thứ khá lên năm sống có mục đích nhiều nghiên cứu đã cho thấy khi bạn làm mọi việc có mục đích và quyết tâm rõ ràng thực hiện những mong ước niềm đam mê bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc dù có gặp phải những khó khăn gì kèm theo. 6. Sống trong âm nhạc. Âm nhạc có thể kích thích trí não theo những cách kỳ diệu. Nghe một bài hát buồn, bạn cũng cảm thấy buồn, nghe một bài hát lạc quan và tràn năng lượng, bạn cũng sẽ mỉm cười và thấy thêm động lực sống. Đó chính là sức mạnh của âm nhạc. Theo Elena Mang, tác giả của cuốn sách Sức mạnh của âm nhạc Sau 20 năm nghiên cứu về âm nhạc tác động đến não bộ như thế nào Cô đã phát hiện ra nhiều tác dụng của âm nhạc Bao gồm cả việc giúp trẻ sơ sinh bình tĩnh, chữa lành vết thương Thậm chí nhạc nhẹ có thể giúp bạn tràn năng lượng 7. Chỉ đơn giản, ngủ một giấc thật ngon một giấc ngủ không ngon có thể làm tâm trạng của cả ngày hôm sau của bạn trở nên tồi tệ. Theo giáo sư tâm lý Norbert Schwartz, Đại học Nam California, Mỹ, một yếu tố quyết định lớn nhất cho hạnh phúc chính là chất lượng giấc ngủ. Điều này rất quan trọng, đặc biệt là ở phụ nữ. 8. Hòa mình cùng thiên nhiên Theo một số nghiên cứu báo cáo dành nhiều thời gian hòa mình cùng thiên nhiên giúp mang lại cho con người sức sống và sự thoải mái đối tượng cho các nghiên cứu rất khác nhau có thể chỉ là thấy một hình ảnh của thiên nhiên một số khác là tưởng tượng hoặc là đưa họ tới một nơi nào đó để hòa mình vào mỗi đối tượng đều cảm thấy thư giãn hơn cho dù đó chỉ là tưởng tượng một nghiên cứu khác cho thấy bệnh nhân trong bệnh viện có thể bình tĩnh và nhanh lành bệnh hơn chỉ đơn giản là nhìn ra cửa sổ với khung cảnh tự nhiên mỗi ngày những hoạt động như bơi lội dưới biển thả diều trong công viên đi dạo trong rừng đều là những hoạt động giúp bạn thêm thư giãn và hạnh phúc chín biết ơn những gì bạn có chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng nghe lòng biết ơn sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên diệu kỳ phải không nào vậy thực chất lòng biết ơn là gì mà có sức mạnh to lớn đến như vậy lòng biết ơn là gì thực chất lòng biết ơn được định nghĩa chính là thái độ trân trọng ghi nhớ những gì tốt đẹp mà người khác đem đến cho mình ông bà ta cho rằng những điều tốt đẹp không bỗng dưng xuất hiện rồi đến với chúng ta một cách dễ dàng mà đó là sự phấn đấu không ngừng được tính là cả quá trình đánh đổi gìn giữ của những thế hệ đi trước lòng biết ơn là phải tính bằng tình cảm chân thành đối với những người đã có công hỗ trợ giúp đỡ bản thân mình trong mọi hoàn cảnh dù là khi hạnh phúc hay cả khi bế tắc hoạn nạn một người sống có lòng biết ơn thì hẳn đây sẽ là người biết lý lẽ sống biết trước biết sau luôn tôn kính những người có công do đó chúng ta cũng sẽ sống tích cực hơn và lan tỏa nhiều điều tốt trong cuộc sống nghiên cứu cho rằng sự biết ơn có bản chất tự tồn tại nghĩa là khi bạn thực hiện lòng biết ơn bạn sẽ càng được hưởng nhiều lợi ích từ nó sức mạnh và ý nghĩa của lòng biết ơn ý nghĩa và sức mạnh của lòng biết ơn như thế nào trong cuộc sống ai trong chúng ta cũng cần có những mối quan hệ ấm áp nghĩa tình gắn bó không chỉ là với gia đình người thân mà còn là thầy cô bạn bè những người chúng ta đã đang và sẽ gặp thầy cô cho ta tri thức chỉ bảo ta Do vậy thông qua những bài học giảng dị mà ý nghĩa, chúng ta trưởng thành hơn mỗi ngày. Cùng với đó, bạn bè là điểm tựa không thể thiếu vì họ luôn cùng ta vượt qua bao ngàn thăng trầm trong đời. Bởi thế, chúng ta luôn cần mang trong mình lòng biết ơn mỗi ngày với cuộc sống. Lòng biết ơn nuôi dưỡng sự đồng cảm. Một người đã nhận thức sâu sắc và trân trọng những gì mình đang có trong khi người khác thì không đó chính là lòng biết ơn việc mà cảm thấy biết ơn vì có đồ ăn ngon có thể làm việc có sức khỏe chính là nguồn cảm hứng để bạn có thể giúp đỡ che chở quan tâm tới những người khác lan tỏa lòng biết ơn sẽ khiến bạn ý thức sâu sắc về cảm xúc cùng như nỗi đau của người khác Lòng biết ơn nuôi dưỡng khả năng phục hồi Sự thật Lòng biết ơn đã được chứng minh là một yếu tố quan trọng trong việc Ngăn ngừa rối loạn stress sau chấn thương Ở các cựu chiến binh sau chiến tranh Việt Nam Và sau vụ tấn công khủng bố ngày 9 tháng 11 Bằng việc thực hành lòng biết ơn Bạn đã tự mình xây dựng cơ bắp bên trong của bạn cho phép bạn quản lý những khó khăn trong cuộc sống với những chấn thương cảm xúc. Lòng biết ơn giúp bạn tận hưởng những trải nghiệm tích cực. Bạn có thể kể ra ngay lập tức 10 sự kiện quan trọng trong cuộc sống mà bạn đã trải qua. Tuy nhiên, khi những điều đó đến và đi, chúng ta hiếm khi dành thời gian để suy nghĩ về sự tuyệt vời và đáng nhớ của chúng ngay cả khi những điều tốt đẹp xảy ra với bạn trong thời điểm này bạn quá bận rộn hoặc mất tập trung mà không hoàn toàn trải nghiệm niềm vui nó mang đến lòng biết ơn cho phép bạn hồi tưởng lại các sự kiện trong quá khứ và hồi sinh những cảm xúc tích cực đã được tạo ra vào thời điểm đó buông bỏ dục vọng sống đạm bạc là cách thoát khỏi phiền não trong cõi hồng trần ồn ào dội dã nếu một người không thể buông bỏ dục vọng và ham muốn thì sẽ rất khó để bảo trì một tâm thái tường hòa và thanh tịnh khi một người đặt nặng lợi ích cá nhân thì trong tâm họ tự nhiên sẽ trở nên thấp thỏm lo âu và nóng nảy kỳ thực con người đến với thế gian này một cách trần trụi và ra đi cũng trần trụi có thể mang theo được điều gì đây sự phát triển của cuộc sống hiện đại đã mang tới cho con người sự tiện lợi nhưng lại đồng thời mang đến những mệt mỏi phiền toái lớn lao hơn con người hiện đại thật khó mà có thể an tĩnh yên bình lại được dù chỉ trong chốc lát nếu ai đó có thể giữ cho nội tâm minh tỏ không nghĩ một chút gì trong vòng vài chục phút đồng hồ thì người ấy hẳn phải có một định lực phi phàm có câu thơ cổ viết rằng hung khoác thiên sầu tựa túc lạp tâm khinh dạng sự tựa hồng mau nếu một người có tấm lòng quảng đại rộng rãi thì mọi lo âu sẽ trở nên rất nhỏ bé còn nếu trong tâm một người có thể xem nhẹ thì dạng sự sẽ tựa như lông hồng nhưng rất nhiều người chúng ta đây khi đứng trước dục vọng thì tâm cảnh đều vô cùng yếu ớt và nhỏ bé Thật khó để ngăn cản những cám dỗ của thế gian Kim tiền, quyền lực, tình cảm, thú vui Chúng ta đã rất khó để tìm kiếm điểm dừng Mãi cứ mở rộng ra Cảm thấy như đã mê lạc lúc nào không biết Cổ nhân sinh sống đơn giản Tình canh vũ độc Ngày nắng thì đi cày Ngày mưa thì đọc sách Đơn giản quá ra chính là phúc phận bình thản mới là đạo lý thực sự vì thế người xưa làm việc và nghỉ ngơi thuận theo quy luật tự nhiên bởi vậy lương tri của con người dễ dàng thăng hoa dục vọng của con người dễ dàng được kiểm soát thế mới có được tâm cảnh thải cúc đông ly hạ du nhiên kiến nam sơn hai cúc dưới bờ rào phía đông nhàn nhã ngắm nhìn ngọn núi phương nam một người có ham muốn càng lớn thì áp lực càng nhiều dục vọng càng mạnh thì càng dễ bị ràng buộc chặt hơn khi đã rơi vào vực thẳm dục vọng thì người ta sẽ không thể thoát ra được khi ấy dục vọng sẽ ăn mòn ý chí làm sa đọa lương tri và hậu quả là biến người ấy thành nô lệ của ham muốn con người tựa như một bình nước đổ nước bẩn vào thì sẽ được gọi là bình nước bẩn Đổ nước sạch vào thì chính là bình nước sạch. Ham muốn một khi nhiều lên thì biết làm sao đây? Trong cuộc sống hiện thực có rất nhiều người đã vì dục vọng mà thương thân, bại danh, đánh mất uy tín và nhân cách của bản thân. Khi tâm của một người chứa đầy lợi ích cá nhân thì người ấy không thể có một nhân cách tốt đẹp hay ý chí mạnh mẽ được. Có rất nhiều người nếm trải vị đắng của thế gian cảm thấy vô cùng khổ não bèn tìm kiếm sự giải thoát nơi chùa chiền nơi thần phật nhưng mà phật gia có câu phật tại tâm trung cầu phật là phải cầu tự tâm người khác thần phật là không có cách nào cho được cũng giống như đám mây bay trên trời kia người ta làm sao có thể bắt nó xuống để ở quanh mình được đây người trần cầu phật là gì để phật phù hộ để cầu công danh để cầu tiền bạc để cầu bình an để cần sống lâu cầu nhiều phúc phận thậm chí là tìm chốn giải thoát cho ẩn ức tâm linh người chân chính tính phật tu phật chân tâm cầu phật thì hỏi có được mấy người người chân chính cầu phật chính là lấy tâm mà hướng phật thường xuyên suy xét nhìn lại bản thân theo đạo lý được truyền thừa lại thanh lọc tâm linh buông bỏ đi những dục vọng này khác quá trình đó không có người nào làm thay được cũng chỉ có như vậy mới có thể cả ngày không phiền não ưu sầu khi một người không còn quá nhiều ham muốn sống thanh đạm tiết kiệm thì người ấy sẽ tự nhiên có được những phẩm chất đạo đức cao đẹp khi một người không có quá nhiều dục vọng người ấy sẽ có ý chí mạnh mẽ và trí tuệ để minh tỏ mọi điều tâm nhạc người tự vui tâm nhẹ dạng sự tựa lông hồng nếu một người có thể hiểu và thực hành được đạo lý này thì mới có thể rời xa phiền não sống cuộc đời tự do tự tại và an bình người có cảnh giới tinh thần càng cao càng sống đơn giản Đại đa số mọi người sống trên thế gian này Cả đời đều theo đuổi danh lợi, vật chất Nhưng khi đạt đến một cảnh giới tinh thần cao thượng rồi Người ta sẽ ngộ ra rằng Đơn giản chính là một loại hạnh phúc vô cùng dễ dàng có được Nếu con người ta sống không quá chấp nhất truy cầu Có câu Cao ốc ngàn gian Đêm nằm ngủ cũng không quá đôi mét rộng Ruộng tốt dạng khoảnh Ngày ăn cũng không quá ba bữa cơm Vậy hà cớ gì người ta không biết giảng đơn Mà phải lao tâm khổ tứ truy cầu nhiều thứ như thế Ngày nay rất nhiều người theo đuổi và mơ ước được sở hữu điều kiện vật chất tiện nghi hiện đại Để ý một chút, từ xưa đến nay có bao nhiêu người cả đời lao tâm lao lực Đến lúc vinh hoa phú quý, công thành danh toại Tưởng rằng như thế là hạnh phúc Khoái hoạt Nhưng quay đầu lại nhìn thì quá ra Hạnh phúc lại không phải ở nơi ấy Người như vậy nơi nào cũng có Họ cuối cùng rốt cuộc là thành công hay thất bại đây Nếu sống mà luôn trong trạng thái dội dã Bận rộn, truy cầu Thì bạn có nghĩ rằng linh hồn của mình sẽ không theo kịp thể xác không? đối với một điều nào đó đang mong đợi nếu đạt được chắc chắn người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng nhưng nếu bị mất đi hẳn là cũng sẽ khiến người ta đau khổ tương đương mức độ cảm nhận của niềm vui và thất bại luôn là bằng nhau có người kiếm được tiền tài nhưng lại mất đi sức khỏe gia đình hoặc tình yêu có người sự nghiệp thành tích đều không quá nhiều nhưng chất lượng cuộc sống sức khỏe lại vô cùng tốt có những điều thoạt nhìn thì thấy như là không công bằng nhưng thực tế nó lại rất công bằng với tất cả mọi người người ta thường cho rằng người có tiền sẽ rất hạnh phúc nhưng đây là một quan niệm không hoàn toàn đúng một người nghèo khó chỉ tiêu dài trăm ngàn đồng cũng sẽ tìm được niềm vui nhưng khi có nhiều tiền rồi người ta sẽ phải tiêu số tiền gấp hàng trăm lần mới thấy được niềm vui tương đương khi sở thích của một người thay đổi thì cảm nhận của người ấy với mọi thứ cũng sẽ thay đổi theo khi một người có càng nhiều tiền thì giá trị đồng tiền sẽ càng giảm vì thế người ta cũng khó dùng tiền để tìm được niềm hạnh phúc rất nhiều người giàu có cảm thấy nội tâm trống rỗng hư không vì sao lại thế một người sống phức tạp thì tâm người ấy liền trở nên phức tạp thế giới này chính là như vậy chiếm giữ càng nhiều thì sẽ càng bị chiếm giữ nhiều khi một người sống mà quá coi trọng vật chất phụ thuộc vào những yếu tố ngoại cảnh thì chính những thứ đó sẽ quay lại chiếm cứ nội tâm họ điều họ đạt được kỳ thực chỉ là những tổn thất về mặt tinh thần thậm chí có người còn phải trả giá nặng nề hơn người có trước thì bị mất đi trước người có sau sẽ mất đi sau người không có gì sẽ không bị mất đi tổng số được mất sẽ luôn là không vì thế sống trên đời không nên so đo tính toán quá nhiều không cần phải quá bận tâm đến được mất thiệt hơn người hiểu thấu lẽ được mất sẽ sống được đơn giản thuận theo tự nhiên vì thế mà vui vẻ hạnh phúc nhất một người theo đuổi sự an bình trong tinh thần sẽ có dũng khí dứt bỏ những phức tạp trong lòng Không bị dính mắc vào ngoại vật và ngoại cảnh Trong cuộc đời một người sẽ gặp được rất nhiều người và sự việc Một số là không thể thiếu và một số là hoàn toàn không cần thiết Lòng tham, hư dinh, ghen ghét, oán hận Những điều này xét cho cùng đều chỉ là gánh nặng Cần phải cương quyết dứt bỏ đời người là đi từng bước từng bước và dứt bỏ từng chút từng chút một thứ cần để mình đi chính là con đường chính là đạo những thứ cần dứt đi chính là những vật nặng có như vậy đoạn đường đi được mới càng ngày càng dài và tâm mới càng ngày càng thanh tịnh có câu nói thế này nếu đời này thứ gì bạn cũng không cầm lên thì cần gì phải nói đến việc buông bỏ khi một người nắm giữ quá nhiều thì đến một mức độ nào đó họ sẽ ngộ ra rằng cần phải học được cách bỏ đi xưa nay một người khi hướng tới cảnh giới tinh thần cao thượng thì cuộc sống của họ cũng thuần tịnh và giản đơn một người càng sống đơn giản thì càng có thể lắng nghe được thanh âm của nội tâm mình người bắc âu sống đơn giản ít ham muốn để tâm linh an bình Người Bắc Âu được đánh giá là những người biết sống nhất trên thế giới này. Họ sống rất tự nhiên, đơn giản và hạnh phúc. Ở các quốc gia ở Bắc Âu, đa phần không có nhà cao tầng to lớn, người dân ăn mặc rất mộc mạc, đi những chiếc xe cũ kỹ và ăn những món ăn đơn giản. Cứ sau 7 giờ tối, gần như trên các ngã đường đều rất yên ắng không có cuộc sống xa hoa vào ban đêm, cũng không có những dịch vụ cao cấp xa xỉ kích thích thần kinh con người. Ấy vậy mà người dân Bắc Âu lại có vẻ rất hạnh phúc. Người Bắc Âu thường xuyên nhắc đến cụm từ chất lượng cuộc sống. Người Thụy Điển có câu châm ngôn: Tiền là thứ có thể để dành được còn thời gian thì không. Bạn sử dụng thời gian như thế nào thì chất lượng cuộc sống của bạn sẽ như thế ấy Giữa cuộc sống đầy đủ nhà cao cửa rộng Tiền bạc và xe hơi sang trọng và cuộc sống có đầy đủ vợ chồng Con cái, sân giường Người Bắc Âu sẽ lựa chọn dế thứ hai Bởi vì thứ mà họ muốn không phải là vật chất mà là phẩm chất Nếu sống mà luôn trong trạng thái dội dã, bận rộn thì bạn có nghĩ rằng linh hồn của mình sẽ không theo kịp thể xác không người bắc âu lựa chọn cách sống chậm một chút nhưng họ lại có thể tìm được hạnh phúc thực sự từ lối sống ấy hoàn cảnh thiên nhiên có đôi chút khắc nghiệt đã tạo cho người bắc âu truyền thống tiết kiệm cơm tất nhiên là không thể không ăn nhưng không nhất thiết phải ăn quá ngon tiền cố nhiên không thể không có nhưng không nhất thiết phải có quá nhiều thậm chí nếu nhà ai đó mới sinh em bé thì những nhà hàng xóm hay bạn bè đều sẽ mang những bộ quần áo cũ đã được giặt rũ thơm tho đến cho em bé sơ sinh sử dụng điều này là rất bình thường và có vẻ như nó đã trở thành một thói quen lâu đời của người bắc âu cuộc sống đơn giản của người bắc âu rất dễ nhận ra chẳng hạn nó thể hiện ngay trong cách ăn mặc Tiêu chí của người Bắc Âu là không quan trọng đắt rẻ nhưng cần phải phù hợp Những phụ nữ 70 đến 80 tuổi thường mặc áo khoác màu nhạt kết hợp chân giấy Đi giày nữ tính, khăn trùng đầu phong cách nữ hoàng anh Nhìn họ vừa nữ tính vừa trang nghiêm Lại không mất đi vẻ cuốn hút Nếu một anh chàng thanh niên Một ông lão hay một cô gái đang đi trên đường Mà bất chợt gặp bạn bè thì quán cà phê ở đầu đường hay cuối ngõ sẽ là lựa chọn đầu tiên của họ. Một cốc cà phê nồng nàn trong không gian tĩnh lặng sẽ khiến cuộc chuyện trò trở nên ấm áp và thân thiết hơn. Đường ở một số quốc gia Bắc Âu thường hẹp, ở thành thị thì phần lớn không phải những con đường thẳng mà là những ngõ, hẻm. Người dân nơi đây chủ yếu sử dụng những loại xe ô tô cá nhân cỡ nhỏ. Rất nhiều người đều đạp xe đạp đi làm. Cả ngày nhàn rỗi, không làm việc gì và làm việc cả ngày từ sáng đến tối muộn là hai trạng thái mà người Bắc Âu không lựa chọn. Công việc của họ không quá khắc khe về thời gian, họ có thể làm thêm được việc khác nhưng không chọn cách ấy mà sẽ ngồi cà phê nói chuyện với bạn bè hay đọc sách. Dù vậy, bạn đừng nghĩ rằng Người Bắc Âu suốt ngày chỉ biết uống cà phê Điều kiện tiên quyết để họ có một cuộc sống như vậy Tới từ thái độ và hiệu suất làm việc của họ Đừng suy xét đến thu nhập Trước tiên hãy hỏi mình thích hay không thích Bởi vì công việc mình phải thích thì mới làm tốt được nó Đây là quan niệm của người Bắc Âu Cho nên, đối với người Bắc Âu mà nói Công việc không phải là một loại dằn vặt dài dò Lòng yêu thích và nỗ lực trong công việc khiến người Bắc Âu rất sáng tạo Như vậy họ cũng tự nhiên có nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi và cho gia đình Nhìn vào số lượng giải Nobel hay những giải thưởng danh giá khác trên thế giới Chúng ta sẽ thấy rõ điều này Có nhiều thời gian hơn Người Bắc Âu sẽ tận hưởng cuộc sống bằng các kỳ nghỉ, họ nổi tiếng là những người yêu du lịch thường xuyên đi hưởng thụ ngắm cảnh đẹp trong nước cũng như trên toàn thế giới chỉ cần vừa có kỳ nghỉ là họ sẽ cùng gia đình tận hưởng những ngày vui đùa bên nhau cùng tắm biển tắm nắng trượt tuyết cưỡi ngựa người bắc âu rất đề cao giá trị gia đình người chồng trong gia đình sẵn sàng hủy bỏ những buổi gặp gỡ ăn uống với bạn bè sau giờ làm để dành thời gian cho vợ con điều đầu tiên sau khi tan làm trở về nhà chính là mọi người dành thời gian cho nhau họ cùng nấu ăn vui đùa kể chuyện có rất ít người ở lại bên ngoài cho dù có muốn làm thêm thì người bắc âu cũng có xu hướng chọn thời gian tránh ảnh hưởng đến gia đình Ví dụ, người chồng sẽ chọn đi làm ca 3 giờ sáng bởi vì họ cho rằng như thế sẽ chỉ mất đi khoảng một tiếng đồng hồ gia đình gặp gỡ nhau ăn sáng. Còn buổi tối thì gia đình sẽ được ăn tối cùng nhau. Một người cha tên là Frederick tâm sự, nếu như một ngày tôi không nhìn thấy bọn trẻ, không kể cho chúng một câu chuyện, không hôn lên đầu chúng thì tôi không thể làm được bất cứ điều gì khoảnh khắc hạnh phúc nhất chính là khi những đứa trẻ leo lên đầu gối và ôm lấy cổ bố chúng hôn một cái trước khi đi ngủ họ cảm thấy khoảnh khắc ấy chính là một loại thành tựu của cuộc đời đối với người đàn ông bắc âu mà nói gia đình và con cái không phải là nền tảng giúp người đàn ông tìm kiếm sự thành công mà là một phần quan trọng nhất tạo nên chất lượng cuộc sống của họ cuộc sống đơn giản là cuộc sống hạnh phúc trong cuộc sống tám chính phần không như ý có đôi lúc chúng ta cảm thấy thật mệt mỏi ngột ngạt thậm chí khó mà tiếp bước nếu một lúc nào đó trong cuộc đời không may rơi vào tình cảnh này hãy thử suy nghĩ đơn giản hơn một chút chúng ta sẽ phát hiện ra rằng con người sở dĩ luôn mệt mỏi là bởi vì sống quá phức tạp là bởi vì toan tính quá nhiều Từ xưa đến nay Có bao nhiêu người cả đời lao tâm lao lực Đến lúc vinh qua phú quý Công thành danh toại Tưởng rằng như thế là hạnh phúc Khoái hoạt Nhưng quay đầu lại nhìn thì quá ra hạnh phúc Không phải ở nơi ấy Người như vậy nơi nào cũng có Họ rốt cuộc là thành công hay thất bại đây Cao ốc ngàn gian Đêm nằm ngủ cũng không quá đôi mét rộng Ruộng tốt dạng khoảnh Ngày ăn cũng không quá ba bữa cơm Vậy hà cớ gì người ta không biết giảng đơn Mà phải lao tâm khổ tứ truy cầu nhiều thứ như thế Cuộc sống đơn giản là cuộc sống hạnh phúc Bạn đơn giản thì thế giới này cũng sẽ đối xử với bạn đơn giản Bất kể sự việc gì xảy ra cũng đừng nên nghĩ quá phức tạp bởi vì trong tâm suy diễn đủ thứ rồi thì lòng dạ sao có thể thản đản được thế giới này chính là như vậy chiếm giữ càng nhiều thì sẽ càng bị chiếm giữ nhiều khi một người sống mà quá coi trọng vật chất phụ thuộc vào những yếu tố ngoại cảnh thì chính những thứ đó sẽ quay lại chiếm cứ nội tâm họ điều họ đạt được kỳ thực chỉ là những tổn thất về mặt tinh thần thậm chí có người còn phải trả giá nặng nề hơn cuộc đời không có diễn tập mỗi một ngày đều là thực địa đều là trực tiếp trải qua thời gian trôi là không quay trở lại mỗi ngày đều cứ thế qua đi cho nên đơn giản là phải quý trọng mỗi thời khắc của cuộc sống hiếu kính cha mẹ chăm sóc những người yêu thương bên mình vui vẻ sống qua từng ngày cũng có rất nhiều khi cuộc sống thực sự gặp phải áp lực nhưng đừng nôn nóng đó chỉ là một chút khảo nghiệm nhỏ mà cuộc sống dành cho bạn thôi hãy tìm niềm vui trong áp lực vì cuộc đời có đôi lúc dừng chân kỳ thực lại là tiến bước bởi không thiếu những người biết mình sai rồi muốn dừng mà không được lại tiếp tục mắc thêm lỗi lầm điểm yếu của con người chính là khó sửa chữa khuyết điểm của mình và cũng khó phát hiện ra sai lầm của bản thân vậy nên sống trên đời điều quan trọng là cần phải nắm chắc được nguyên tắc giữ vững được lương tri trên thế giới này những điều say mê hấp dẫn con người là rất nhiều đừng vì ham muốn nhất thời mà phải trả một cái giá thê thảm nếu như đã phát hiện mình sai rồi nhất định cần dừng lại Đời người có hai bi kịch Một là mất hết can đảm Hai là quá thỏa mãn Người yếu ớt thường đi từ cực đoan này đến cực đoan khác Trầm uất phí hoài một đời Người quen thỏa mãn thì khi gặp một số trở ngại Một chút đã kích sẽ dễ mất đi niềm tin và dũng khí để tiếp tục bước đi Người ta đến thế gian trần truồng và ra đi cũng chẳng mang được gì theo người có trước thì bị mất đi trước người có sau sẽ mất đi sau người không có chẳng mất cũng chẳng được tổng số được mất sẽ luôn là không vì thế sống trên đời không nên so đo tính toán quá nhiều không cần phải quá bận tâm đến được mất thiệt hơn người hiểu thấu lẽ được mất sẽ sống được đơn giản thuận theo tự nhiên vì thế mà vui vẻ hạnh phúc nhất Đại đa số mọi người sống trên thế gian này Cả đời đều theo đuổi danh lợi, vật chất Nhưng khi suy nghĩ về nhân sinh Người ta sẽ ngộ ra rằng Đơn giản chính là một loại hạnh phúc vô cùng dễ dàng có được Nếu con người ta sống không quá chấp nhất truy cầu Bảy bước đơn giản giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn có những lúc bạn cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi trên đôi vai nặng gánh những lo âu bảy điều đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn quẳng gánh lo đi và vui sống một loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực điều gì đang đè nặng trong tâm trí bạn cho dù bạn đang lo lắng về tương lai của nhân loại hay về đống giấy tờ trên bàn làm việc thì hãy lấy giấy bút ra và viết tất cả những thứ đang chiếm cứ bộ não bạn ra giấy. Khi cảm thấy không còn gì để viết nữa là bạn đã hoàn thành. Sau đó hãy hít một hơi thật sâu, nhâm nhi một cốc nước hoa quả và tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm sau khi đã giải phóng bộ não khỏi đống lộn xộn đó. Hãy đặt danh sách vừa viết sang một bên rồi ra ngoài đi dạo hoặc chợp mắt một lúc nếu bạn muốn. 2. Loại bỏ những điều bạn không thể kiểm soát. Bạn hãy xem lại danh sách trên vài giờ hoặc vài ngày sau đó. Nếu có bất kỳ điều gì khác nữa xuất hiện trong đầu bạn thì hãy tiếp tục viết xuống, thêm chúng vào danh sách hãy xem xét lại danh sách những mối lo của mình và tìm kiếm những mối bận tâm mà bạn không thể kiểm soát được như thời tiết quá khứ và tương lai suy nghĩ cảm xúc và hành động của người khác hay những hạn chế về không gian và thời gian và gạch bỏ chúng đi sau khi đã gạch xong hãy tưởng tượng những lo lắng đó sẽ tan biến khỏi tâm trí bạn và không thuộc về trách nhiệm của bạn hãy để chúng ra đi ba dứt bỏ những lo lắng vụn vặt bây giờ hãy đọc lại danh sách của bạn một lần nữa và tìm những lo lắng vụn vặt không đáng để bạn bận tâm hay tiêu tốn năng lượng cho chúng tiếp tục gạch bỏ và để chúng ra đi khỏi bộ não bạn bốn lập danh sách hay nhất từ trước đến nay có thể bạn đang nghĩ lại một danh sách khác à đừng vội nản chí đây là ý tưởng rất hay được ông david allen chuyên gia nổi tiếng về năng suất công việc mô tả trong cuốn sách kinh điển ghét tinh thinh đăng tạm dịch hoàn thành công việc danh sách này được gọi là một ngày nào đó có thể và đó là cái mà bạn sẽ muốn giữ lại bây giờ hãy nhìn lại danh sách những lo lắng của bạn chọn những mục mà bạn có thể muốn giải quyết trong tương lai hoặc đơn giản là bạn muốn ghi nhớ nhưng chưa phải là ưu tiên lúc này thêm chúng vào danh sách một ngày nào đó có thể của bạn và gạch bỏ chúng khỏi danh sách những mối lo của bạn khi làm xong hãy giữ danh sách một ngày nào đó có thể của bạn ở vị trí dễ nhìn và điền thêm vào bất cứ khi nào bạn muốn bạn có thể yên tâm rằng bây giờ những suy nghĩ này đã bị bạn thu phục và không còn cần phải hao tâm tổn trí để lo lắng về chúng nữa điều tuyệt vời hơn là nếu giờ bạn nhìn vào danh sách những điều lo lắng thì những gì còn lại sẽ chỉ là những việc bạn sẽ ưu tiên giải quyết trước bạn đã được giảm tải năm cho bớt đồ đạc không dùng đến có thể bạn không nghĩ tới việc này nhưng có quá nhiều đồ đạc cũng sẽ khiến bạn cảm thấy nặng nề. Hãy cho bớt đi những đồ nào bạn không dùng nữa để giảm tải. Bạn có thể giải quyết vấn đề này liền một lúc bằng cách dọn dẹp mọi ngóc ngách trong nhà và chỉ giữ lại những món đồ cần thiết. Nếu bạn có thời gian và cảm thấy thôi thúc thì hãy làm thế. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong tích tắc. Nhưng nếu bạn hợp với cách tiếp cận từ từ thì hãy chuẩn bị một vài hộp đựng đồ ở cửa trước để đựng bất kỳ món đồ nào bạn không cần dùng nữa. Khi một hộp đã đầy, hãy mang nó trực tiếp đến nơi bạn muốn quyên góp đồ hoặc chí ít là để nó vào trong cốp xe hơi của bạn. Thay hộp hoặc túi đã đầy bằng một cái mới và biến thói quen này trở thành một phần trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ ngày càng cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi thời gian trôi qua. 6. Giảm bớt tiếng ồn. Cũng giống như sự lộn xộn về vật chất làm ảnh hưởng đến thể trạng của bạn, thì âm thanh của các phương tiện giải trí bạn đang sử dụng cũng tác động đến tinh thần và cảm xúc của bạn. Hãy giảm bớt âm thanh xuống để cảm nhận sự tĩnh lặng và bình yên hơn chúng ta đều nhận thức rõ ràng rằng các phương thức giải trí trên internet là chất gây nghiện vì vậy việc giảm bớt thời gian cho chúng có thể là thách thức nhưng nếu làm được lại mang đến lợi ích không ngờ có một vài cách có thể giúp bạn như sử dụng các ứng dụng tính năng theo dõi thời gian sử dụng điện thoại để đặt mục tiêu mới cho bản thân và liên tục giảm mức độ tương tác với thiết bị điện tử này bạn cũng có thể đặt ra các quy tắc cho bản thân và gia đình như chỉ được bật tivi trong những giờ nhất định, để tất cả các thiết bị điện tử ở trong khu vực sạc chung của nhà, chỉ xem tin tức và dành thời gian trên mạng xã hội vào một thời gian nhất định. Giảm bớt những thông điệp tràn ngập trong tâm trí làm ảnh hưởng đến suy nghĩ và cảm xúc của bạn là một cách khiến cuộc sống nhẹ nhàng hơn. 7. Coi trọng thế giới tinh thần của bạn. Cho dù bạn có tín ngưỡng hay không thì hãy cứ thử khám phá lĩnh vực tâm linh. Nếu như bạn đang bị sa lầy bởi thế giới vật chất thì có lẽ liều thuốc giải độc nằm ngoài nó. Hãy thử khám phá những cuốn sách giải đáp về bí ẩn về sinh mệnh mà khoa học không giải thích được tư tưởng của bạn có thể được giải thoát khỏi những hạn chế của thế giới vật chất và tìm được điều mà bạn thực sự đang tìm kiếm dứt bỏ ba điều này cuộc sống của bạn sẽ nhẹ nhàng hơn trong thời đại vật chất ngày nay mỗi người đều khát vọng có được nhiều hơn thế nhưng quay về với bản chất thật mới có thể khiến bản thân dứt bỏ tạp niệm sống một cuộc sống giản đơn và vui vẻ. Từ vật chất đến tinh thần, mọi thứ trong đời đều có thể trở nên đơn giản. Năm 1845, nhà văn triết học sử học Henry David Thoreau đã đến mảnh đất rừng cạnh đầm quang đường con có Massachusetts, Mỹ và tự xây dựng một căn nhà gỗ nhỏ ở đó. Sau hai năm hai tháng lẻ hai ngày sống một mình Ông đã hiểu ra một điều Tôi xây nhà trong rừng bởi vì tôi muốn sống thật thông dong Chỉ đối diện với những sự kiện tinh túy nhất của, của cuộc sống Và xem thử tôi có thể học được những gì nó phái dạy tôi hay không Và không để đến khi tôi gần chết mới khám phá ra rằng mình chưa hề sống Kỳ thực buông bỏ càng nhiều thì bạn sẽ được càng nhiều nắm giữ càng chặt chỉ làm bạn thêm mệt mỏi và khiến thân tâm kiệt quệ dưới đây là ba điều bạn cần dứt bỏ để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn một từ bỏ những mối quan hệ không cần thiết đến một độ tuổi nhất định chúng ta cần dứt bỏ rất nhiều thứ như những buổi tiệc rượu vô nghĩa những người không coi trọng mình và những người bạn giả tạo. Có người luôn khoe rằng mình có bao nhiêu người bạn trên Facebook, á, tham gia những nhóm nào, nhóm nào, buổi tiệc rượu, cà phê nào cũng thấy có mặt. Tuy nhiên, đều là những mối quan hệ không bền vững, xây dựng dựa trên tiệc tùng rượu bia chứ không phải sự chân thành thật sự. Sau này bạn sẽ nhận ra bạn đã bỏ ra quá nhiều thời gian và sức lực để duy trì những mối quan hệ xã giao vô dụng đôi khi những người không giỏi xã giao thì lại càng sống dễ chịu thoải mái lương triều dĩ là một ví dụ lương triều dĩ là nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng người hồng kông được mệnh danh lạc lát gây bồ của châu á anh được xem là một trong những diễn viên châu á xuất sắc nhất mọi thời đại gia nhập làng giải trí nhiều năm như thế lương triều dĩ rất ít gặp tin tức tiêu cực anh không thích xã giao luôn giữ khoảng cách nhất định với thế giới bên ngoài nhạc sĩ nổi tiếng của hồng kông trương quốc vinh từng nhắc đến lương triều dĩ trong một cuộc phỏng vấn như sau anh dĩ là một người rất kỳ lạ tôi dương phi cùng nhóm bạn thường xuyên chơi bài ở nhà anh ấy mọi người chơi rất vui chỉ có anh dĩ không tham gia anh ấy cứ thế một mình trốn ở bên cạnh uống trà hễ quay xong phim mọi người đi uống rượu ca hát lương triều dĩ luôn nói mọi người cứ chơi đi nhé tôi về nhà một người hướng nội không thích giao tiếp như anh lại sống rất tốt trong thế giới của mình Tận hưởng sự cô độc hơn bất cứ ai Anh thích đọc sách Từ thẩm tòng văn Haruki Murakami Yukio Mishima đến Lauren Block Anh tự mua vé đi ngắm cảnh tuyết ở công viên Khi rảnh rỗi Anh sẽ đốt pháo hoa ở phim trường Làm những điều mình thích Ngắm sao băng anh còn đặc biệt mời những giáo viên hãy từ bỏ những mối quan hệ xã giao vô dụng, dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình. Chuyên tâm làm điều mình thích, bởi vì cảnh đẹp nhất trong đời chính là sự thản nhiên và ung dung từ nội tâm. 2. Buông bỏ những ham muốn thái quá. Một người chia sẻ câu chuyện của mình như sau: khi đi dạo phố Bạn cùng phòng của tôi nhìn thấy có chương trình bán thanh lý quần áo Chỉ chưa đến 50 ngàn mà đã mua được hai cái áo thun tay ngắn Về đến phòng cô ấy thích thú nói với tôi Cậu xem này cái áo này chưa đến 30 ngàn đâu Không ngờ rẻ đến vậy phải không? Từ chất liệu đến kiểu may đều là giải giả Cứ cho là cùng kiểu dáng nhưng cũng khác quá xa so với hàng thật. Mới mặc hai lần mà cô đã than phiền áo đứt chỉ, bay màu, sau đó không còn thấy cô ấy mặc nữa. Nhưng cô ấy lại không nỡ dứt đi, cứ để chúng nằm im trong tủ quần áo. Bạn cùng phòng của tôi giống như một người mắc chứng tích trữ. Một hàng sách mới trên kệ chưa hề xem qua, cứ thế nằm im ở đó phủ một lớp bụi dày tủ quần áo đầy những bộ quần áo bắt chước mẫu chất lượng kém Các may thô thiển mua trên mạng Bộ nào cũng mặc chưa đến hai lần Trên giường cũng đầy các món đồ chơi Gấu bông bạn trai cũ tặng Mèo kích ti bốc thăm trúng thưởng Còn mình thì chỉ ngủ trong góc Những người càng khao khát về vật chất Thì lại càng dễ không vui Thứ gì cũng muốn có thứ gì cũng không nở dứt đi Trong lòng đầy tham lam và lo sợ Còn tình yêu và hạnh phúc thì không tìm được vị trí phù hợp Có một câu thế này Dù có ruộng đất ngàn dạng mảnh cũng chỉ một ngày ba bữa Dù nhà cửa to ngàn dạng gian thì giường ngủ cũng chỉ đến ba tấc trong đời chúng ta có một phần rất lớn đều là những thứ mà chúng ta không cần đến Thậm chí hoàn toàn có thể nói là rác thải Nhưng chúng ta lại chưa từng nghĩ đến việc xử lý chúng ra sao Dứt bỏ nó như thế nào Nhà văn Henry David Thợ Rô từng nói Một người buông bỏ càng nhiều sẽ càng giàu có Đối với sự cám dỗ Đừng vì rẻ mà mua những thứ mà mình hoàn toàn không cần đến mà hãy mua những sản phẩm chất lượng tốt và thật sự phù hợp với mình trong cuộc sống định kỳ dọn dẹp dứt đi những thứ không còn hợp với mình cuộc đời sẽ không còn quá phiền não ba loại bỏ những thông tin dư thừa một người chia sẻ gần đây tôi cảm thấy mình bị mắc chứng rối loạn điện thoại mỗi sáng mở mắt dậy việc đầu tiên chính là tìm điện thoại mở zalo lướt qua nhóm bạn bè một lượt đến khi không có gì mới nữa mới thôi rồi mở facebook lên xem thử các ngôi sao đang nổi có tin đồn gì hay không sau đó thì mở twitter xem xem hôm nay có những ai chia sẻ những câu chuyện hay ho của họ chúng ta đã cứ phải dính lấy chiếc điện thoại bất cứ lúc nào cũng sẽ nghịch màn hình một cách không tự chủ chúng ta sẽ phấn khích với những việc xảy ra mỗi ngày chúng ta đã không còn đủ bình tĩnh để học hết một quyển sách nữa không còn nghĩ về những gì mình đã làm ngày hôm trước nữa chúng ta không biết liệu còn cách nào khác để học hỏi suy ngẫm ngoài việc được người khác cung cấp thông tin nữa Tư duy của chúng ta đã bị tắc nghẽn bởi quá nhiều thông tin. Lượng thông tin rất lớn tồn động trong đầu chúng ta như những mảnh dở, không có cách nào để hệ thống lại được. Cuối cùng sẽ chỉ khiến chúng ta bị cuốn theo mọi thứ. Điều đáng sợ nhất là chúng ta đã quá quan tâm đến các tin tức không đâu của các nghệ sĩ hoặc người nổi tiếng nào đó, để ý quá nhiều đến việc riêng của người khác thậm chí còn hơn cả quan tâm đến chính bản thân mình những tin đồn vô ý những lời bình luận đầy cay nghiệt những phán đoán bề nổi chẳng những sẽ phân tán khả năng nhận định của chúng ta mà còn khiến chúng ta cứ phải lo âu đầu óc rối loạn điều mà chúng ta cần là khả năng suy ngẫm sâu sắc thả lỏng và đơn giản hóa mọi việc vì vậy cần phải học cách loại bỏ những thông tin dư thừa ở trong thời đại tri thức quá tải chỉ có cách đơn giản quá thì mới có thể tập trung vào những việc thật sự quan trọng thế giới này quá ồn ào dễ khiến chúng ta đánh mất chính mình tận hưởng những thứ thật sự đơn giản mà đáng quý thì mới hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc đời nếu bạn muốn thay đổi mà lại không biết bắt đầu từ đâu hãy bắt đầu từ việc định kỳ dứt bỏ ba điều trên cuộc sống của bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn